Chóng mặt quá mọi người. Ui, nhà sập. Ui. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quân Khám Phá Vlog. Ngày hôm nay thì tiếp tục cái video đi khám phá các căn nhà hoang. Ngày hôm nay thì mình lại cùng với tất cả các bạn đi khám phá một cái căn nhà hoang nữa, cũng được xây dựng trên một cái mảnh đất, đó là ngôi chùa mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tiếp tục khám phá cái căn nhà hoang này. Đây, căn nhà hoang này đã mở cửa luôn rồi mọi người. Ok, tẹo nữa thì mình sẽ cùng các bạn vào. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xung quanh cái căn nhà hoang này một chút đã mọi người nhé. Ôi, nhìn nó toàn cây cối, nó rậm rạp lắm mọi người. Cảm giác rất là ghê. Đây là trước nhà của căn nhà hoang. Mình qua đây coi. Ôi, nó rậm rạp quá. Ở đây có một cái bàn thờ ngoài trời. Đây là trước của cái căn nhà hoang mọi người nhé. Ở đường trước này thì có lẽ là người ta đã khó, mình không vào bằng cái cửa chính được. Ở đường kia lúc nãy mình thấy thì nó có mở cửa. Còn bên này, ôi, nó lạnh lẽo thế này. Cái này là một cái nơi công trình phụ. Một chiếc phích nóng mọi người kìa. Cái này nó tan nát rất là nhiều. Các công trình đã xuống cấp, hầu như là không còn gì nữa mọi người. Tan nát hết rồi. Okay, mình thì vào bên trong căn nhà hoang này còn có gì không. Ôi, bây giờ mình sẽ cùng các bạn bè vào bên trong mọi người nhé. Ôi, trong này nó vẫn tạo cho chúng ta một cái gì đấy rất là âm u luôn. Các căn nhà ở đây xuống cấp rất là nhiều. Chúng ta vào đây rất là nguy hiểm luôn. Thực sự là mình rất là sợ khi các cái đường này nó sập xuống thì rơi vào đầu mình thì rất là nguy cơ. Ui, mình đứng cái gì cưa chứ. Ở đây là một cái thùng. Một cái thùng đựng ở đây. Cái này giống như một cái đài à. Bắt sóng anten đấy mọi người. Thời cổ ngày xưa, đúng rồi, một cái đài, cái một cái bộ thu đấy mọi người. Đây có là một cái giường. Ui, trong này có cái gì không? Mình cũng hơi liều, mình mở đấy, không biết có ai bên ngoài không. Thì cảm giác rất là hơi này có rắn đấy. Ui, không biết có gì không. Ui. Ui.
Đây, mọi người nhìn xem này. Nó vỡ tan nát rồi. Cái động cái là sập luôn mọi người nhé. Mình chỉ cần đu cái là sập hết khu vực này. Chứ không tạo tác động, sập cái là vô người luôn mọi người này. Ở đây có một cái chiếc đồng hồ. Có lẽ là nó đã hư rồi, hỏng rồi. Đây là một cái gian chính. Một cái gian chính nó rất là rộng luôn. Nhưng mà cái nhà này cũng rất là dễ sập. Trên cao này sập xuống là rất dễ bị tai nạn, rất là nguy hiểm mọi người. Trong nhà này thì rất là sạch sẽ, nhưng cũng tạo cho chúng ta một cái gì đấy hồi hộp. Xuất lại một cái ly. Ly này dùng để thắp hương đó mọi người. Đây bên ngoài là ngôi nhà. Đã mình đứng ở phía đường sân ở bên ngoài kia mọi người. Bây giờ mình sẽ vào trong này xem thế nào. Thực ra ở đây nó cũng rất là dễ sập mọi người này. Khá là nguy hiểm. Lâu mà khi chúng ta nhà hoang mà chúng ta để lâu mà không có người ở, nó sẽ mọt, nó sẽ mọc lên. Nó sẽ mọc và nó sẽ bị hư hỏng rất là nhiều. Có lẽ ngôi nhà này và lấy hầu như gần hết, không còn cái gì trong cái căn nhà hoang này. Đây là một cái tấm kê. Ở cái video trước thì mình cũng thử một lần nói rằng là khi chúng ta quay người ngược lại thì chúng ta sẽ thấy được một cái thế giới tâm linh. Thì bây giờ mình mặc dù nó chưa phải là ban đêm nhưng mà trời nó rất là tối, có thể là nó sẽ tạo ra một cái âm khí, một cái gì đấy trong cái căn nhà hoang này. Và mình thử làm một lần nữa xem cái căn nhà hoang này nó có hiệu nghiệm hay không mọi người nhé. Cái đây là một cái phương pháp gọi là mọi người cũng truyền đạt thôi, nên không phải là nó có thật hay không. Thì mình chỉ thử và khám phá xem thế nào mọi người nhé. Nam Mô Di Phật nhé. Hôm nay tôi đến khám phá căn nhà hoang này. Nếu thực sự mà có thế giới tâm linh ở bên kia thì hãy cho tôi biết một cái điều gì đấy và báo hiệu cho tôi. Có lẽ là cái phương pháp này nó hơi kỳ một chút nhưng mà mình cũng thử thôi, cho nó thử xem thế nào. Các biện pháp mình đang quay bốn góc của ngôi nhà. Thực sự là mình cũng không thể cúi hết được mọi người. Cảm giác cúi xuống con người ta nó rất là lâng lâng mọi người. Nó làm cho mình hơi chóng mặt một chút. Rất là chóng mặt mọi người. Mình vừa cúi một hồi cảm giác chóng mặt cực kỳ luôn. Ôi chóng mặt quá mọi người. Ui nhà sập, nhà sập. Ui 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 nó rung này. Ui mọi người ơi, có lẽ mình không thể ở lâu trong cái căn nhà hoang này được. Mình sợ cái căn nhà hoang này nó sẽ bị sập xuống mọi người nhá. Khá là nguy hiểm luôn. Đây, mọi người nhìn thấy nó rất là dễ sập luôn. Mình nghe có tiếng rắc 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 từ trong cái căn nhà hoang này. Có lẽ mình sẽ ra phía bên ngoài luôn lập tức mọi người. Có lẽ là cái căn nhà hoang này chỉ một thời gian hoặc đêm nay nó sẽ sập. Ngay lập tức mọi người ạ, mình nghe có tiếng rắc 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 từ các cái trên thành của các cái cây gỗ của cái ngôi nhà đó mọi người.
khả năng là nó sẽ sập trong một vài giờ nữa thôi mọi người ạ. Thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây nhé. Mọi người nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân nhé. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Mà các bạn có ý kiến comment gì các bạn cứ bình luận ở bên dưới nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người.